Xin chào tất cả các bạn, lại quay trở lại với channel giải trí tổng hợp của mình. Thì đã khá lâu rồi mình cũng không có xuất hiện trực tiếp trên kênh như thế này. Thì nói chung là hôm nay mình muốn nhân cái dịp Noel này, mình muốn đăng clip cảm ơn muộn để tất cả các bạn. Nói chung là dạo này mình hơi bận quá nên là hôm nay đáng lẽ là hôm 25 nhưng mà hôm nay đã bước sang ngày 26 rồi mình mới có thời gian mình quay cái clip như thế này. Nói chung là kênh này thì mình đã mở ra khá là lâu rồi và vẫn trải qua một thời gian khá là lâu thì vẫn được sự yêu mến của tất cả các bạn. Nói chung là mình xin chúc các bạn một cái ngày Noel thật là vui vẻ hạnh phúc, luôn ấm áp bên gia đình và bạn bè, và sắp tới là luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Rồi thì vẫn mong rằng các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ mình. Thì ngày xưa thì mình hay có những cái clip lâu lâu lên giao lưu giải đáp với các bạn ấy, nhưng mà dạo gần đây thì mình hơi bận, mình kiểu như mình tạo ra một số cái kênh khác để phục vụ cái nhu cầu nghe chuyện của những cái bạn khác ấy, nên là đa phần các bạn ấy, nên là mình cũng chưa có thời gian. Và thông báo về những cái câu chuyện như là Thần Điêu Đại Hiệp Hậu Truyện thì chắc lẽ có lẽ là tại tác giả viết chậm quá, có lẽ là qua Tết thì mình sẽ đọc tiếp cho các bạn, và một số mình sẽ kiếm những cái câu chuyện liên quan đến Tây Du Ký mình sẽ đọc tiếp cho các bạn. Và một số bạn thì hay hỏi mình là anh ở đâu, thì hiện tại mình đang ở Bình Dương các bạn nhé. Nếu mà có dịp nào đó thì chúng ta có thể gặp nhau để giao lưu Bình Dương. Có thể sau này mình sẽ lập ra một số cái gì đó, như là chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái địa điểm như quán cà phê, trà sữa hay gì đó, để cho chúng ta, nếu mà bạn nào thực sự thích về mấy vấn đề tiên hiệp thần thoại hay gì đó, chúng ta gặp nhau chúng ta giao lưu, đại loại là như thế. Rồi, nói chung là cũng là khá muộn và thực ra là cũng qua ngày Noel mất rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn thực sự gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong cái thời gian qua. Và cũng nhờ sự mà ủng hộ các bạn thì kênh của mình hiện nay cũng đã thành một kênh cũng khá là ổn rồi. Nói lớn thì không phải lớn, mà nhỏ thì cũng không phải nhỏ nữa. Hiện nay chính xác là đến khi mà mình nói chuyện với các bạn đây đã đạt đến con số 280.000 lượt theo dõi rồi. Đối với một cái kênh mà nói về cái chủ đề ngách và chủ đề dạng như là cái chuyện xưa như vậy, và đạt được con số như vậy là cũng là một sự thành công nhất định rồi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. À, mà quên nói bạn, những bạn nào mà muốn thực sự là muốn giao lưu trò chuyện hay là live stream trực tiếp trò chuyện mình thì bạn có thể vào kênh giao lưu giải đáp, tí mình sẽ để dưới cái phần mô tả này nhé. À, phần bình luận mình sẽ ghim cái link kênh ở đó luôn cho các bạn nhé. Những bạn nào mà thích những cái nội dung đó thì các bạn có thể live stream trực tiếp, có thể lên hỏi đáp trực tiếp với mình sẽ live stream trực tiếp trên đó, và có lẽ ngày mai cứ tầm khoảng 9 giờ mình live stream một lần đấy. Rồi, lan man thế hơi nhiều rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những cái clip tiếp theo nha.